Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đón xem một trích đoạn chèo có tựa đề Xã trưởng Mẹ Đốt và Thị Màu Lên Chùa qua phần thể hiện của các diễn viên Thu Hà trong vai Thị Màu, Hồng Tứ trong vai Chú Tiểu, Thanh Tuyền trong vai Xã trưởng, Thu Hiếu trong vai Mẹ Đốt. Xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục này ạ. Ấy tại dân vi tổng lý, quốc pháp vi công hầu, ơn dân xã thuận bầu, tôi đứng đầu hàng xã. Ấy việc binh lương thuế lệ nay đà thanh thoảng, tính tôi hay là trịch thượng ở trong làng. Ấy chẳng ai dám bản ngang, mà xoay chúng dưới thì ấy kiếm ăn cũng khá. Anh nghe ra nhà vũ ông có ả, Thị Màu đã hoang thai, cứ chiêu lệ phép làng là ngã vạ không sai. Khoán là cứ đủ 100 quan quý đó ngờ. À việc này phải giao cho thằng bố đốt đập mõ mời nàng mới được. À nào thằng bố đốt có nhà không hả? Đứa nào đốt chát gì ngoài đấy hả? Lão, tao đây, thầy Lý đây, bảo nó có nhà gia đình ngay. Dạ thưa thầy, bố cháu chảy tình lính băng rồi ạ. À. Ừ, con mẹ này mới là lão chứ. Làm cái thứ mó đây bằng mới sắc gì mày? Dạ, băng là băng của cụ bá, bố cháu cấp chát đi hầu cụ bá đấy ạ. À. Ừ thì có chăng thì chăng chứ. Thôi được, chồng vắng vợ thay, gia đình nay có việc khẩn. Lạy chị em ơi, thương chồng lên phải lầm than, phép đâu có phép việc quán đàn bà đấy chị em. Lên ý phải lầm than đi, tôi thương chồng giỏi luôn. Dạ, con chào thầy Lý ạ. À. Con mẹ này, tao bỏ mày gia đình ngay sau bây giờ mới còn luẩn quẩn ở đây thế hả? Dạ thưa thầy, đồng tiền có chữ, người phải có tên, thầy để cho nhà con xưng danh cái đã. Vâng, đã tân phận mõ nên đổi danh mới trả giá. Thôi được, xưng gì thì xưng đi. Ấy bước vào tôi ô rằng vậy, chẳng giấu gì mẹ đình đang là tôi. Mẹ ăn nói tôi vào trang đúng mực, bất phận danh nhi tại túc mà vô chế lệnh nhi dân tòng. Một mình tôi cả xã ngóng trông, ấy mà điều phải trái là tôi lên trước bảo. Con mẹ này mới là lão. Mày lại vứt tao. Ê, đi mà dạ, lên trước bảo cho tao. Dạ. Thầy để cho nhà con nói cái đã nào. Thế nào? Thế giấy quan trên rước về, thầy sai nhà con đi giao mõ, thì dân làng mới biết. Thế có phải là con lên trước bảo không nào? Ấy cái con mẹ đốt nó nói thế mà có lý. À thôi được, tao cũng nghe ra rồi đấy. Từ việc hỉ cho chi việc hảo, cha quan về là phải bảo với dân. Từ tiền to dài lão trong dân, mà từ tiền tức ý, là một tay tôi chiếu bổ. Con mẹ này mới là lão. Dạ. Mày lại vượt quyền dạ, tao dạ, mà lên dạ, chiếu bổ dạ, cho dạ, tao. Dạ, thầy để cho nhà con nói cái đã nào. Thế thầy sai nhà con đi giao mõ, thầy bổ, thầy sai nhà con đi giao mõ, còn quên khuấy đi mất ạ. Quên?
chỉ được cái láo quen. Từ ông Hương Hào cho chí thầy Khán Thủ, ra đến đình là cũng phải đợi tôi. Tôi mà chưa ra thì các cụ cũng chưa có được ngồi. Con mẹ này mày, mày nhật ê, nhật ta hy dạ, lộng giả thanh chân dạ, mày nói dạ, nào, dạ, mày chửa ra thì các cụ dạ, cũng chửa được ngồi. Hóa ra mày là bà thủ chỉ ở làng tao. Lại thì láo này, lại thì láo này, này. Thầy để cho nhà con nói nốt cái đã nào. Thế nào? Thế con dưa gia đình con dài chiếu, chả lẽ để các cụ ngồi xuống đất hả thầy? Ừ nhỉ. Ấy cái con mẹ đỗ nó nói thế mà có lý. À thôi được, ta cũng nghe ra rồi đấy, cho mày nói. Dạ thưa thầy, thế cho lên sách mới có chữ rằng phi tiểu nhân thì bất thành quân tử đấy thầy ạ. Trời ơi, lại chữ nữa à? Dạ, nhà con tuy là mõ nhưng con cũng có cả thơ đấy ạ. À, thế thơ sao? Thế con đọc thầy nghe nhá. Ờ. Thơ ý rằng đốt đốt rùi gắn mõ củ cu tre, lạnh lầy trên dưới cúi đầu đâu hen, cướp ngày trộm tôi xem chành nghỉ tranh mặt. Đình trung cốc giám he, hay hay đấy nhỉ? Hay hả thầy? Ừ. Thế thầy có mang nghiên bút đi không? Thế mang nghiên bút để làm gì? Để con đọc cho thầy chép. Ừ. Rồi mang về cho nhà thầy mà treo. Ừ. Úi giời ơi láo. Thế ra tao thèm trâu tôi mõ nha mày à. Thế sao thầy khen hay? Hay là hay với mày, chứ làm sao hay được với tao? Chỉ được có cái mà láo đâu. Ấy cái con mẹ đốp thứ mà nhuần sắc đáo để đốp. Đốp ơi. Dạ. Thế mày được mấy con rồi? Dạ thưa thầy, nhà cháu hiếm hoi lắm ạ. Hoi là bao nhiêu? Mới được có 9 cháu. Ôi trời ơi. Với cả cái thằng cháu lây nữa là 10 đấy à. Hướng cái con mẹ đốt thế mà tốt lái đáo để đốt. Dạ. Đốt ơi. Thế hôm nào mát trời bố đốt bị vắng, thầy sang mày cho thầy gửi mày một đứa nhá. Ấy chết, sao thầy là người lớn mà thầy ăn nói là sàm sỡ thế. Nhỡ bố đốt nhà cháu mà nghe thấy thì cái mặt thầy ra cái mặt. Ừ, cái con mẹ này láo. Tao là tao thấy mày mát tay nuôi trẻ, hôm nào tao mang một đứa nhờ mày nuôi hộ, chứ mày cứ tưởng ông toàn kem à. Giờ hồn con này đấy, thôi đi giao đi. Dạ thưa thầy, giao là giao thế nào ạ? Nghe đây. Vâng. Đi giao là triềng nàng triềng trạ thường hạ Tây Đông, con gái vuông tên là Mậu Thị, tâm tình ngoại ý mãn người có thai, mời già trẻ gái trai gia đình ăn khoán có thế thôi. Đi giao đi. Ôi dồi ôi, con được cái sáng dạ nhưng lại phải cái hôn tâm, thầy là một bạch dài như thế chả làm sao mà con nhớ được ạ. Hay là thế này vậy? Thế nào? Con đi trước con đánh mõ, thầy theo đằng sau con. Thầy giao hộ con. Ừ. Úi giời quỷ lão. Thế ra tao là để tư mõ nhà mày à. Thế thầy thủng thẳng đọc để cho nhà cháu nhập tâm vậy. Nghe đây. Vâng. Đi giao là triềng làng triềng trà thượng hạ Tây Đông. Tây Đông thủng vào đây này. Úi giời ôi. Ô kìa con mẹ đốp. Dạ. Sao mà lại bốc mồm tao mày bỏ vào chỗ ấy? Dạ thưa thầy, con phải làm như thế này con mới nhớ được ạ. Thế à? Vâng. Con này ngu.
con gái Phương tên là Mầu Thị. Mầu Thị cũng vào đây này. Tâm tình ngoại ý Man Nguyệt có thai. Có thai cũng vào đây này. Đốp. Dạ. Sao mà lại có thai mồm tao thế hả Đốp? Con đã bảo với thầy con phải làm như thế con mới nhớ được ạ. Thế à? Vâng. Ui kìa mày có nâng cao cái giải yếm lên, có uế tạp hết mồm tao kìa. Con nâng cao lắm rồi đấy ạ. À. Mời già trẻ gái trai gia đình mà ăn khoán. Ăn khoán cũng vào đây này. Có thế thôi. Có thế thôi cũng vào đây này. Con mẹ này. Có thế thôi mà cũng bốc mồm ông. Dạ. Có bao nhiêu già hết. Già thạch già tiệt. Ơ cái con mẹ này. Tao bảo mày đi ra mõ ngay, sao bây giờ vẫn còn luẩn quẩn ở đây thế à? Dạ thưa thầy, con tưởng gửi lời thì nói, mà gửi gói thì mở. Con gói mồm ông vào, bây giờ con mở tung ra hết rồi đấy ạ. Ôi sao con này mày ngu, sao mày này dạ, ngu đến thế? Dạ. Lại thì dạ. Gói này. Ôi bố Đốp ơi, bố Đốp ơi, bố Đốp đi đâu để thầy xã giúp tôi, bố Đốp ơi nào, bố Đốp ơi. Thôi, tao xin. Tao xin mày, Linh đi ra đây rồi tao đền, tao xin. Thù Nhơn Linh đi nhớ. Cứm lọt tay làng sang tay họ. Hôm nào bà xã đi vắng, sang tao chút cho mày thùng lép cái. Không thèm. Thôi đi giao đi. Cứm tức kiêng con mẹ Đốp ra. Tôi phải làm như thế mới được với bà con ạ. Còn 3 tiếng mõ này để nuôi chồng nuôi con tới đây. Chiêng làng chiêng trại ơi, thương hạ Tây Đông ý ơi. Con gái phú ông tên là Mầu Thị, tâm tình ngoài ý Mãn Nguyệt có